Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá. Đây là hai sản phẩm gần đây rất là hot đúng không? Bên tay trái của mình là Redmi Note 12 Turbo, cái phiên bản đặc biệt Harry Potter. Ở bên tay phải của mình là Realme GT Neo 5 SE, cái phiên bản màu đen nha. Em này là cái mặt lưng nhựa thôi, tuy nó không bám dấu vân tay nhưng mà nó sẽ để lại cái mồ hôi các bạn nha. Và trong video ngày hôm nay cùng mình so sánh một chút về cái mặt gọi là điểm số ở trên hai sản phẩm này. Trong phần game turbo hai máy này, Note 12 Turbo mình đã cho out tất cả ứng dụng rồi. Còn với Neo 5 SE hiện tại này, không có game nào nhá. Đó, anh em nhìn, mình sẽ tắt tất cả ứng dụng đang chạy đi, sau đó khởi động lại cả hai máy để đảm bảo cái sự công bằng. Note 12 Turbo lên trước rồi anh em, sau đó đến Neo 5 SE. Với em Note 12 Turbo hiện tại nhá, về cái bản cập nhật phần mềm, nó đang ở cái phiên bản cao nhất là MIUI 14.0.12.0 nha. Hiện tại với Neo 5 SE mình cập nhật lần này là lần thứ 3 rồi và đang ở cái giao diện MIUI 4.0 với cái phiên bản dựng đây 13.1.0.104. mình sẽ kết nối cùng một cái mạng Wi-Fi là 5G Wi-Fi, độ sáng để giống nhau đi, tầm khoảng 70% thôi. Ok, 75 nha, tầm này là 75 đấy. Một vài cái thứ không cần thiết thì mình sẽ tắt đi để đảm bảo công bằng này, NFC. Ok, hiện tại hai cái phiên bản này với 12 Turbo đang chạy cái phiên bản RAM là 12GB và bộ nhớ trong là 256. Neo 5 SE RAM tương tự là 12GB, bộ nhớ trong là 512. Mình sẽ tắt tất cả ứng dụng đang chạy đi này. Chúng ta vào cái phần đầu tiên là về speed test. Khá ngang ngửa đúng không? Nhưng mà về cái animation ý, thì mình thấy Neo 5 SE nó vẫn có gì đấy mượt mà hơn một chút xíu nha. TikTok nào. Neo 5 SE vẫn vào trước anh em. YouTube. Google Chrome. Vào cái kênh 14 đi. Ok, mình làm một lúc rồi. Chúng ta đến với game nha. Game đầu tiên, Temple Run 2. Về cái màu sắc ấy, thì con Neo 5 SE nó được đậm đà hơn nhé. Note 12 Turbo thì vẫn hơi nhạt. Đấy, các bạn nhìn mấy cái màu này, thấy không? Rất khác biệt luôn. Game nhẹ thì Note 12 Turbo vào trước Liên Quân Mobile. Ok, Note 12 Turbo vào trước này. Mặc dù cả hai sản phẩm này đều trang bị tấm nền là OLED nha, nhưng mà về chất lượng hiển thị thì ở Neo 5 SE nó vẫn nhỉnh hơn. Đấy. Về cái viền màn hình này, Neo 5 SE nó vẫn mỏng hơn nhá. Khá ok. Note 12 Turbo có vẻ ổn áp nhờ. Vào trước liên tục này. Rồi, Galaxy Pack. Ok, ngon chứ nhở. Hiện tại các bạn đang đổi hướng sang một sản phẩm khác là Realme GT Neo 3. Thay vì hai sản phẩm này thì mình sẽ có cái video so sánh chi tiết Neo 3 với sản phẩm ở đây nha. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái phần đa nhiệm. RAM 12GB thì nó lưu một cách ngon lành thôi. YouTube này. Lát mình sẽ lốt lại một lần nữa. Trong trường hợp mà hai sản phẩm này nó đều có thể giữ đa nhiệm tốt nha. COD nào. Ok, được đấy. Đây là cái điểm số AnTuTu gần nhất mà mình có chấm được. Với cái điểm số AnTuTu trên Neo 5 SE khá là cao nhá, đâu đó khoảng 980. Còn đây là cái điểm số cao nhất ở cái phiên bản Harry Potter đấy. Còn thường với cái phiên bản Basic ấy, nó chỉ có rơi vào khoảng đâu đó là 920 thôi. Và đây các bạn nhìn này, cái điểm số Memory rồi là UX thì với Neo 5 SE nó đều nhỉnh hơn. Đó là chúng ta sẽ đến với một cái bài check thử CPU là Geekbench 6. Tương đồng vãi trưởng anh em ạ. Đây là cái điểm số đơn nhân trên Note 12 Turbo là 1651, đa nhân là 4373. Thực sự chênh lệch nó không quá nhiều so với Neo 5 SE nha. Neo 5 SE công nhận là cái điểm số đơn nhân và đa nhân nó đều thấp hơn so với Note 12 Turbo này. Ok nha. Điểm số với Benchmark mình có test cái bài nặng nhất là Wheel Extreme Sweet Test này,
thì các bạn thấy cái độ ổn định trên Neo 5 SE nó rất là tốt nha. Cái điểm best loop là 1959 và low loop nó là 1944, thấy không? Độ ổn định rất tốt luôn. Điểm số best loop ở đây là 1949 và thấp nhất là 1664. Chúng ta cùng xuống nhìn nào. Về cái phần trăm pin tiêu hao là bao nhiêu đây? Note 12 Turbo mất 5% khi mà chấm xong cái bài này. Và Neo 5 SE mất đến 8%. Anh em thấy không? Cái sự khác biệt về mức độ tiêu thụ điện năng ở trên Redmi hay trên Xiaomi so với Realme nó luôn luôn tốt hơn nha. Kể cả khi các bạn chơi game nó cũng thế thôi. Chúng ta đến với một cái bài tiếp theo là CapCut. Ok, mình sẽ render một cái video với độ phân giải tối đa này 1080 60 frame. Ok, trong quá trình độ render thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn một chút về hai sản phẩm này nha. Về cái mặt trải nghiệm gaming, nếu là về game nặng thì con Neo 5 SE này có trải nghiệm gaming tốt hơn. Nhiệt độ cũng mát hơn một chút xíu, cách biệt tầm khoảng 1-2 độ C so với Note 12 Turbo. Tuy nhiên, khi mà chuyển sang game nhẹ nhàng, ví dụ là Liên Quân chẳng hạn, mặc dù là mình đã để cho cái nhiệt độ máy nó mát rồi sau đó mới chơi, nhưng mà khi mà chơi trong tầm khoảng 12 phút mà nhiệt độ nó tăng lên khoảng 41-42 độ C thì thực sự với Neo 5 SE sau khoảng bản cập nhật thứ 2 là mình thấy không ổn rồi. Note 12 Turbo thì nó duy trì cái nhiệt độ khá là ổn định nha. FPS chỉ trong trường hợp mà nó nóng quá thì nó sẽ bị giảm khá là sâu. Đây, Note 12 Turbo cũng xong chưa này. Còn với Neo 5 SE hiện tại mới được có 64% thôi. Chụp ảnh thì thôi anh em ạ, chụp ảnh các bạn cứ chọn Neo 5 SE ấy. Bởi vì sao? Về cái chất ảnh trên Redmi thì mình thấy với sản phẩm tầm trung thì gần như chưa có sản phẩm nào có thể ăn lại được sản phẩm mới nhá, có thể ăn lại được Realme. Cái chất ảnh trong Realme này nó vẫn thiên hướng một cái gì đấy, nó hơi bị rực một xíu, màu nó sẽ tươi tỉnh hơn. Còn là Note 12 Turbo thì màu với con này nha, mình chụp nó có gì đấy hơi bị gai hình và màu nó vẫn thiên ám vàng nhiều quá. Đấy, nên anh em có thể cân nhắc về cái phần này nữa. Đây, Neo 5 SE giờ mới xong này. Cái thêm nữa là về khả năng chống rung thì Note 12 Turbo nó có phần gì đấy nhỉnh hơn chút xíu. Cái sản phẩm này nó sẽ có bảo mật vân tay khác nhau nha. Note 12 Turbo nó sẽ có bảo mật vân tay tích hợp cùng Note 1. Đấy, trong khi với Neo 5 SE sẽ có cảm biến vân tay ở dưới màn hình luôn. Về cái chất âm hai sản phẩm này thì mình thấy Neo 5 SE nó vẫn ngon hơn các bạn nhá. Nên là đấy, các bạn có thể cân nhắc xem là các bạn cần cái gì, xem cái nhu cầu của mình như thế nào để lựa chọn sản phẩm cho nó phù hợp. Đây là về cái thiết kế hai sản phẩm này. Với Note 12 Turbo thì các bạn sẽ có thiết kế hơi vuông vức một xíu nha. Và với Neo 5 SE các bạn nhìn này, một cái thiết kế bo cong khá là dày nha. Còn đây là về thiết kế cụm camera, anh em thích thiết kế kiểu nào hơn? Note 12 Turbo thì mình thấy nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Neo 5 SE này, một mảng to đùng cụm cam này. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại một chút về cái phần đa nhiệm ở trên hai sản phẩm này nha, để xem là thông qua những cái bài test kiểu như thế thì nó có thể giữ lại tốt hay là không. Facebook nào. Ok, vẫn giữ này. TikTok ở bên Neo 5 đã mất rồi, Neo 5 SE đã mất. Note 12 Turbo vẫn còn. YouTube nào. YouTube cả hai đều mất nha. Google Chrome cả hai đều còn. Temporan Redmi vẫn giữ tốt các bạn ạ, trong khi Neo 5 SE phải lốt lại này. Liên Quân đấy, ngon ngay. Và chúng ta nhiệm trên Realme thì không phải là ngon nhảy gì đâu các bạn. Đấy, 12GB trên Redmi rất ngon nhá. 12GB trên Realme hiện tại là mình chưa có ghim gì cả thì nó mất gần như là hết rồi. Ok, các bạn cảm thấy sao về Redmi Note 12 Turbo và Realme GT Neo 5 SE? Đừng quên để lại comment bên dưới nhá. Và mức giá rẻ nhất hai sản phẩm này mình sẽ để được link ở phần mô tả và bình luận ghim. Nếu như thấy video này hay và hữu ích, mong các bạn để lại cho mình một nút like, share và comment nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.